Chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh chia sẻ cho các bạn một công cụ làm sách no content rất là hay. Đó là một cái tool mà có trả phí, nhưng mà phí rất là ít thôi, và có thêm những cái tính năng spy, nghiên cứu ngách và trending các loại sách trên Amazon, và có thể là research thêm những cái keyword trong cái việc là nghiên cứu từ khóa trong cái quá trình mình làm sách. Để bắt đầu thì các bạn hãy mở cái link ở link bên dưới của video của mình và mở ra như thế này. Thì trong phần này chúng ta có thể là check out bằng thẻ Visa với một tháng là $9, và trong cái mục này các bạn kích vào cloud và các bạn chọn cho mình là cái catalog notebook. Thì trong cái mục này mình có thể là sử dụng cái ranking là cỡ khoảng 200 trở xuống và các bạn chọn search. Trong cái mục này thì khi search xong rồi thì đây là cơ tool này sẽ show cho mình những cái cuốn sách top đầu tiên của trên Amazon, bảng chài nhất với những cái cuốn sách trending. Và trong những cuốn sách này chúng ta sẽ nghiên cứu những cái cách thiết kế của bìa sách như thế nào và cái hình thức nó làm ra sao để mình chọn một cái cuốn sách phù hợp với cái khả năng của mình, và mình sẽ test xem làm có ok hay không. Trong phần này thì mình chọn cái composition notebook này ha. Trong thang này thì mình thấy có một cái kiểu thiết kế bìa sách rất là hay, đó là về unicorn, con unicorn này. Thì mình đã tạo ra cho một cái form unicorn như thế này, một cái title, subtitle và 7 từ khóa và action grip để mình chuẩn bị trong việc làm cái cuốn sách từ như thế này. Và trong cái mục này mình vào trong cái account của mình và mình chọn trong phần này là mình chọn Book for Studio. Nó sẽ mở ra một cái create new, một cái new project, và mình chọn là paperback interior. Mình chỉ cần chọn interior thôi, làm ruột sách thôi, còn trang bìa thì để sau. Và project name thì mình dán cái tên nào đó vào, và mình chọn là 7.5 x 9.25 inch. Rồi cái phần trong cái phần intro này thì mình chọn là black and white và chọn cái số lượng trang là page count 110 và mình chọn create project. Rồi sau khi mình chọn project thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái project của no content này. Trong mục này thì mình giới thiệu cho các bạn một số thành phần. Thứ nhất đây là cái shape, những cái hình ảnh vector, và cái tiếp theo cái test là cái công cụ tạo test. Tiếp theo cái menu này thì mình sẽ upload những hình ảnh hoặc là những cái file PDF lên để mình có thể làm mix với sách. Còn cái menu này đây là cái bộ thư viện của cái ruột sách interior, bao gồm tất cả những cái form để mà tạo ra những loại sách no content và no content. Thì mình chọn cái loại đầu tiên là không có gì cả. Rồi sau đó mình chọn submit và nó sẽ insert, nó sẽ nhập vào trong cái phần này. Trong cái loại sách no content là không có nội dung và cũng có hình ảnh, thì nó chỉ có cái trang bìa sách thôi này, cái số lượng sách thôi. Rồi sau đó mình sẽ chọn download, menu download, và chúng ta download cái kích vào chọn cái nút này và để cho nó output ra cái file PDF. Đấy, nó download xuống rồi. Ok, sau khi download xong rồi thì mình mở ra xem. Đấy, nó chỉ có cái số lượng trang là B1, B2, B3 thôi. Cái này để mà sketch vẽ. Rồi mình qua ChatGPT, mình sẽ yêu cầu ChatGPT là tôi muốn thiết kế một cái hình ảnh unicorn rất là dễ thương ha. Trong cái mục này thì rất là dễ thương và có hình ảnh rainbow để làm bìa sách notebook cho đối tượng bằng con gái. Bạn hãy tạo cho tôi một cái prompt để tôi đưa qua trên cái nền tảng công cụ AI để generate ra hình ảnh, và ChatGPT nó sẽ output ra cho mình một cái câu prompt. Thì trong cái prompt này mình sẽ copy cái nội dung prompt này qua bên chỗ Discord của Midjourney. Đấy, qua bên phần này thì mình duyệt animation và mình dán vào. Sau khi mình dán cái prompt này vào, và mình không, các bạn đừng quên là chọn AR3x4 theo cái tỷ lệ chữ nhật đứng. Rồi ok, sau khi xong rồi thì trong cái quá trình gen thì các bạn đợi trong một vài
nó sẽ scan ra cho mình. Ok, sau khi nó scan ra xong bốn hình ảnh và mình sẽ chọn một trong mấy hình ảnh nào đẹp nhất thì mình output ra để download xuống làm bìa sách. Rồi, cái này mình sẽ chọn là U3 và U4 ha, trong phần U3, U4 này. Ok, các bạn thấy ok thì click vào và chọn mở trình duyệt và download xuống, và mình đặt tên trong một cái folder cho nó gọn ha. Sau khi xong rồi, mình qua một cái link trang này để mình nhập cái số trang vào. Cái link này thì mình đã bỏ ở dưới video nhé. Các bạn click vào dưới video để mà nhận. Và mình sẽ mở cái Canva Pro ra. Và trong mục này mình sẽ chọn là tùy chỉnh kích cỡ ở phía dưới. Và mình sẽ chọn đơn vị bằng in. Đối với làm sách các bạn chọn in hết nha. Và trong cái bên mở qua link này thì mình sẽ để ý cái phần wide và height, chiều dài và chiều rộng của cái trang bìa full này là bao nhiêu. 15.498 ha. Rồi, tiếp theo về chiều cao là 5.905. Đối với report đó là phẩy, nhưng mà đối với Canva các bạn ghi là 5.9.5 nha, chấm nha. Rồi, sau khi xong mình sẽ tạo ra một cái process ở trên Canva Pro. Thì trong mục này mình có thể là click vào nút download template của cái link KDP Amazon này, và mình sẽ mở, mình kéo ra cái hình ảnh này vào trong Canva để làm cái form chuẩn template. Kéo vào thì các bạn nhớ khóa lại cho mình, mà mình kích chuột phải trong cái hình ảnh này và mình sẽ chọn cho mình là cái khóa. Ok, sau khi mình khóa xong thì mình sẽ bắt đầu là tiến hành import cái hình ảnh mình tạo từ AI Midjourney vào hình ảnh trang bìa, và mình kéo hình ảnh trang phía sau. Ok, sau khi các bạn canh chỉnh xong hai bên, bên trước bìa sách và bên phải bìa sách xong xuôi hết rồi á, thì đến cái mục tiếp theo là mình sẽ element á, menu bên trái thì element, và các bạn tạo cho mình một cái mạng. Cái mạng này mình sẽ chọn ví dụ như là đối tượng cho con gái girl thì mình sẽ tạo ra hình màu hồng ha. Trong mục này mình kéo ra. Rồi, sau khi mình kéo ra rồi mình sẽ bỏ cái chữ vào đây, căn chỉnh lại cái border một xíu ha, có border cho nó đẹp. Ok, rồi. Sau khi xong rồi thì mình sẽ vào menu test văn bản ha, mình chọn tiêu đề và mình sẽ thay đổi lại cái phông chữ làm cho nó gọn gàng và dễ đọc hơn đối với những cái loại sách này. Thì mình qua bên này mình sẽ copy cái composition notebook này và bold nó lên để cho nó đậm hơn một xíu. Rồi, ok, mình bỏ vào đây và đã hoàn thiện xong cái căn chỉnh lại một xíu nè. Ok, để nó hoàn thiện xong cái trang bìa trước. Rồi, sau khi đến bìa sau thì mình sẽ kích vào phía trên menu và giảm cái độ trong suốt xuống. Các bạn nhìn thấy ở dưới có một cái mạng màu vàng là barcode, thì mình sẽ cho một cái mạng màu trắng và phủ lên trên cái mạng màu vàng barcode này đúng ngay vị trí của nó, để khi các bạn up sách lên trên Amazon nó sẽ in cái barcode vào ở đấy. Các bạn hiểu chưa nào? Rồi, sau khi xong rồi thì đã hoàn thiện xong cái bảng thiết kế bìa sách, và mình chọn menu chia sẻ và mình chọn tải xuống và xuất ra file định dạng là PDF bằng in. Rồi, và sau đó mình kích tải xuống ha. Ok, tính như vậy là đã xong về cái ruột sách và cái bìa sách của cái loại sách no content. Ok, nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích đó, thì các bạn nhớ subscribe, like cho mình, và mình sẽ ra một cái video tiếp theo hướng dẫn cho các bạn là cách từng bước để mà up sách lên trên tài khoản KDP Amazon. Muốn có một cái kiến thức nền chuẩn chỉnh và được cập nhật thường xuyên với Quốc Anh thì các bạn có thể tham gia khóa học KDP Amazon chuyên sâu của Quốc Anh ở link bên dưới.